Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay giá lợn hơi đã liên tục tăng cao ở khắp mọi miền của đất nước, hiện phổ biến ở mức giá trên 60.000 đồng một kg và vẫn chưa cho thấy có chiều hướng dừng lại. Đây là mức cao nhất trong vòng gần một năm qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá lợn hơi tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp Tết trong toàn dân tăng lên và sẽ còn khởi sắc hơn nữa trong năm 2022 khi tình hình kinh tế xã hội được phục hồi. Dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Ghi nhanh của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Tết đã về rồi, nhà nhà đều cần thịt lợn để gói bánh chưng. Giá lợn lên là vì thế đấy, bởi vì mình đương nhiên thì bà con tiêu dùng nhiều. Mấy hôm nay, giá lợn hơi tăng liên tục cao ở khắp mọi miền đất nước và có nơi đã chạm mốc gần 65.000 đồng một kg. Nói chung là bà con thì rất là vui, phấn khởi. Nếu như cái giá lợn như thế này là bà con chăn nuôi là phấn khởi. Mà cứ được như thế này thì mới để trả được nữa, nói thật với các chú ấy. Đợt này nó lại lấy sổ đỏ về rồi. Nói chung là so với hôm nọ là lên đã khá khá rồi đấy. Cái mà lợn nó lên phải lên thêm tí nữa thì dân mới đủ. Vì năm nay cám nó đắt lắm. Như tôi mà làm nghề thì tôi nghĩ là Tết năm nay lợn sẽ lên. Không như các anh như thế nào, chứ còn như tôi nghĩ là Tết năm nay lợn sẽ lên. Vì bây giờ là cái Covid nó cũng đã tạm tạm rồi, là mức độ giao lưu là nó cũng nhiều. Nó nhiều là cái bắt đầu các nhà hàng nó làm, cho nên mà cái lượng lợn thì ở dân là vừa rồi là coi như hết rồi. Giờ chỉ còn trang trại lớn thôi, chứ còn ở dân vừa rồi là bị dịch tả châu Phi chết hết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá lợn hơi tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp Tết trong toàn dân tăng lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nguồn thực phẩm sẽ vô cùng dồi dào và chắc chắn sẽ không có tình trạng tăng giá đột biến hoặc khan hiếm hàng đến mức sốc giá. Chúng ta đã có 28 triệu con lợn và 523 triệu con gia cầm, đàn bò là sấp xỉ 8 triệu con, dê cừu 2,8 triệu con. Và đây là một cái ngành, cái lĩnh vực còn dư địa để phát triển. Cái sản lượng để đáp ứng cho cái nhu cầu trong dịp Tết hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu cả lĩnh vực sản xuất cho dịp Tết này. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn như tập đoàn CP, Dabaco, Marvin, Zappa đều thống nhất cam kết đảm bảo nguồn cung lợn, gà và các sản phẩm chăn nuôi chế biến ra thị trường ở mức cao nhất, chất lượng tốt nhất để mọi gia đình đều có được một cái Tết no đủ, đầm ấm với giá thực phẩm thấp nhất. Còn vấn đề thực phẩm thì cũng như hàng năm thì trước Tết thì bao giờ là chúng tôi cũng tăng cường sản xuất lên và cũng có cái nguồn dự trữ để tăng cường phục vụ trong cái dịp Tết, bởi vì trước Tết thì bao giờ cái nhu cầu thực phẩm của cái người tiêu dùng cũng nhiều hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định năm 2022 giá lợn hơi và giá bán các loại gà thịt sẽ tăng cao trở lại do tình hình kinh tế xã hội được phục hồi, dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Tuy nhiên, bà con cần thận trọng, tuyệt đối không tái đàn ồ ạt để tránh tình trạng nguồn cung thừa, giá giảm.